Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, tập 2. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạn, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. 7. Thư gửi Pháp Sư Đức Sâm, thư thứ tư. Tháng chạp năm ngoái đã tính thôi không viết thư cho Hòa Thượng Quảng Huệ chùa Quảng Tế, nhưng vì sư kèo này nên sáng ngày 30 Tết bèn chịu ý viết thư.
Thầy Diệu Chân trông thấy, cho người sao lại. Quang vốn không cố ý đưa thư ấy vào tục biên, vì lá thư đó dài dòng, lôi thôi đến 5.000 chữ. Thoạt đầu thư nói tới thói tệ, mở hội chay tăng ngàn vị, sửa đổi theo quy cách khác. Trong thư nói đến chuyện tham thiền, chẳng dễ gì được lợi ích, lấy ngũ tội giới để làm chứng. Ngũ tội giới là bậc phi thường, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc, huống là liệu sanh tử ư? Khi Tô Đông Pha chấn giữ Hàng Châu, vẫn chẳng cự tuyệt kỹ nữ, đủ thấy ông ta vẫn là phàm phu đầy dễ chiền phược. Sư hãy đọc kỹ, coi đưa vào sách được thì đưa vào, cũng chẳng cần phải chấp chặt một bề. Bục lực của quan càng yếu thì thư từ càng nhiều. Do vậy, trong ngày lập xuân tháng chạp năm ngoái, quan đối với thầy Diệu Chân, nếu thường trụ chịu lo liệu, quan sẽ chẳng hỏi đến nữa. Nếu không, cứ nhất loạt gửi trả lại, thầy Diệu Chân sai người lo dùm. Phàm những thư xin quy y, thư gửi xuống thì nhiều, cũng có những thư gửi tiền hương kính. 2 năm trước đây, phàm những người đến chùa quy y, tiền hương kính và những khoản tiền đặc biệt gửi cho quan đều đưa hết cho thường trụ, còn tiền kèm theo thư gửi đến thì giao cho quan. Nay thì khoản tiền đặc biệt gửi đến cho quan liền đưa trở về cho quan, còn tiền hương kính của người đến núi quy y và tiền hương kính gửi kèm theo thơ đều giao hết cho thường trụ. Ở Thượng Hải có ai xin pháp danh, sư hãy thay mặt quan viết thư cho họ, tiền hương kính cũng để cho sư tiêu vặt. Chuyện ấn hành văn sao tục biên, quan chẳng hỏi đến, tùy sư liệu định. Nếu thư của người ở Thượng Hải xin pháp danh chuyển đến, thì sư cùng thay mặt quan viết thư cho họ, cần gì cứ phải, không có chuyện gì lại bới ra chuyện như vậy. Ông Phí Phước Thuận có một bài viết, ông Hà Phước Hà cũng có một trang viết nói đại lược về lợi ích của sự tiết dục. Sanh hai con đều sống được mười mấy ngày rồi chết, do lúc ấy ông ta không tiết dục nên tiên thiên chẳng đủ mà ra. Những hàng thanh niên ấy coi dục là vui, lại muốn sanh ra con cái mạnh khỏe, phước thọ, đạt được kết quả trái ngược, chẳng đáng buồn ư? Tháng chạp năm ngoái, Phương Huệ Uyên có gửi thư đến, nói ông than bị bệnh nhiều lần, lại chẳng chịu kiêng những thứ xóm xích, lạnh lẽo. Những kẻ thường cứ ăn những món chẳng nên ăn, xe đấu bệnh, trong khi bị bệnh lại thường nghĩ đến vợ con, có nghĩ cũng vô ích. Độ biết những người ấy do nghiệp lực nên rốt cuộc trở thành điên đảo. Quan tuy chưa chết nhưng vẫn nghĩ mình đã chết, vì thế hết thảy mọi chuyện nếu đã chẳng thể lo liệu được thì chẳng hỏi đến nữa, từ rầy tùy sư quyết định. Tiền tài tại Thượng Hải quan điều chẳng cần đến, có sức thì in nhiều, không đủ sức thì in ít, nếu không có sức thì đừng in, đều tùy theo tài lực mà làm chuẩn, chớ nên vay mượn đến nỗi bó tay nhọc lòng. Xin hãy từ bi thứ lỗi, phàm đối với những ai có lòng tin, hãy nên dạy họ nhất tâm niệm Phật, chẳng cần phải niệm cho quan, cũng đừng bỏ công đến thăm, để khỏi phí tiền phí thời gian, chọn chẳng có ích chi. 8. Thư trả lời sư Như Sầm hỏi thay cho bạn. Trả lời đại lược câu hỏi, chẳng thể trình bày chi tiết. 1. Đã có Phật đường thì cần gì phải thờ Phật trong liêu phòng nữa. Con người hiện thời quá nữa là vô ý, hời hợt, nơi điện đường còn phóng túng không kiêng dè, ngay đang trong lúc niệm tụng lệ bái còn dám phóng chung tiền, thì trong liêu phòng sẽ càng phóng túng chẳng thể nói được. Nếu thờ Phật trong liêu phòng, hãy tự như đại hùng bảo điện
may ra mới đợi chút lấy tội lỗi. Nếu không, công rất ít, tội lỗi vô lượng. Thường thấy bậc pháp sư ở vào địa vị cao trọng mà vẫn chẳng nghĩ đánh trúng tiện là phạm tội, trong lúc niệm tụng vẫn dám phạm, huống chi hàng học dân hờ hững hời hợt ư? Lời nói của tòa hạ chính là do không có cách nào khác được, bèn tạo phương tiện cho ông ta. Hãy bảo ông ta lệ bái trong chánh điện chính là phương pháp bậc nhất để khỏi chuốc lấy tội lỗi đấy. 2. Pháp quán tưởng cũng chẳng hoàn toàn dựa vào tướng bên ngoài. Nếu chú trọng vào tướng bên ngoài thì báo thân và hóa thân vốn là một thể, sao lại có vướng mắc nơi báo thân và hóa thân? Ví như đứa con thấy cha mẹ mặc quần áo chỉnh trọng và thấy cha mẹ mặc thường phục, chồng chẳng nghĩ lúc này là đúng, lúc kia là sai, hoặc lúc kia là đúng, lúc này là sai. Người ấy quán Phật mà có cái thấy chấp tướng như vậy, nếu chẳng phải là tự khoe công phu, ắt là cố chấp chẳng thông suốt. Hàng người ấy lâu ngày chắc sẽ bị ma dựa, chứ không phải là bậc tu hành chân thật đâu. 3. Hình tượng nếu có thể để thờ hoặc cất giữ thì hãy thờ hoặc cất giữ. Nếu chẳng thể thờ hoặc chẳng giữ được nữa thì hãy thiêu hóa đi. Hủy tượng đốt kinh, tội cực sâu nặng, là nói về những thứ kinh tượng có thể để thờ hoặc cất giữ được. Nếu chẳng thể để thờ hoặc để giữ được mà vẫn cứ chấp vào nghĩa này sẽ trở thành khinh nhường. Ví như đứa con trong lúc cha mẹ còn sống ắt phải tìm cách sao cho cha mẹ được an toàn. Cha mẹ mất rồi ắt phải tính cách mai táng. Nếu là kẻ ngu chẳng hiểu lý, thấy người khác mai táng cha mẹ được coi là thực hiện lòng hiếu, bèn muốn đem cha mẹ còn đang sống sờ sờ trốn đi cho trọn hiếu. Hoặc thấy người khác phụng dưỡng cha mẹ là hiếu, bèn đối với cha mẹ đã chết vẫn theo quy cách phụng dưỡng thường nhật mà phụng dưỡng. Hai loại người này đều chẳng phải là chân hiếu. Kinh chẳng thể đọc được, tượng chẳng thể thờ được nữa, lẽ đương nhiên hãy nên thiêu đi, nhưng chớ nên làm giống như thiêu giấy chữ bình thường, mà phải tạo ra đồ để thiêu riêng, giữ gìn nghiêm ngặt, chẳng để cho bậy sang chỗ khác. Đem cho ấy đừng trong túi vải may thật kín, lại bỏ thêm cát sạch hoặc đá sạch, để hệ bỏ xuống nước sẽ chìm ngay, chẳng đến nỗi giặt vào hai bờ. Nếu có ai ra biển đến chỗ sâu bỏ xuống giữa biển, hoặc nơi sâu trong sông to thì được, chớ bỏ xuống ngòi nhỏ, rạch nhỏ. Người làm được như vậy là làm đúng pháp. Nếu chẳng bỏ thêm cát, đá, chắc chắn sẽ bị trôi giặt vào hai bờ, vẫn trở thành tội khinh nhường. Tội ấy chẳng nhỏ đâu, nhưng chớ nên dùng đá dơ, ngói dơ. 4. 48 nguyện của A-di-đà Phật lẽ đâu chẳng có chuyện cứu khổ ách. Quán Thế Âm Bồ-Tát tùy cơ chỉ dạy, há lẽ nào chẳng tiếp dẫn vạn sanh Tây Phương? Người niệm Phật lâm chung thấy Phật và Thánh chúng đích thân đến tiếp dẫn, há nên chấp chết cứng như thế? Nếu đúng là như vậy thì Phật cũng chẳng đáng gọi là Phật, Bồ-Tát cũng chẳng đáng gọi là Bồ-Tát. Sanh về Tây hãy nên lấy tín nguyện làm gốc. Nếu gặp nguy hiểm bàn niệm Quán Âm. Có tín nguyện thì khi mạng chung quyết định sanh về Tây Phương, hoặc chỉ chuyên nhất niệm A-di-đà thì gặp khổ ách cũng được giải thoát. Những điều cảm ứng như vậy được sách cổ ghi chép càng khó tính kể. Nay trong trần lao thì chuyện gì cũng viên thông, nhưng trong tu trì thì chuyện gì cũng chấp chết cứng, chẳng đáng viên thông mà lại lầm lạc viên thông, chẳng đáng chấp trước mà cứ chấp trước chết cứng. Do điều này mà biển khổ sống dậy liên tục, luân hồi không ngừng nghỉ vậy. Người có kiến giải như vậy khác nào trẻ nít, con người như vậy nào đáng để cùng bàn luận nữa.
Lá thư số 9, thư trả lời Pháp Sư Như Sầm. Vừa nhận được thư xong là nhận được tư quy tập cũng ngăn cảm thán. Do tòa hạ đề xướng pháp môn tịnh độ mà quan một lực lẫn tinh thần cả hai đều chẳng đủ, chẳng thể phù giúp, thật là thiếu sót, tiếc nuối. Vì vậy bàn đạo các điều được đề xướng và những điều đã bàn định. Trong những điều được bàn định, những chữ tôi khoanh một vòng tròn nhỏ bên cạnh là tán thành, hoặc có phê đại lược một hai câu, xin hãy chấm trước thêm. Chỉ có phần nói về cách niệm truy đảnh của sư Hán Nguyệt Pháp Tạng thì trong chỗ lợi người có ẩn tàng cái họa gây lầm lạc cho người. Vàng muôn phần trở nên sao lục, dẫu bài thơ ấy hay cũng xin nên gạt bỏ đi. Ông ta tức Hán Nguyệt Pháp Tạng là kẻ oán đối trong nhà Phật. Lúc đầu thân cận Tổ Mật Vân viên ngộ chùa Thiên Đồng, ngộ được đôi chút bèn muốn làm bậc đệ nhất cao nhân muôn đời, tự nói mình không có thầy mà tự ngộ. Ngài Mật Vân muốn phó chúc pháp của mình cho ông ta, ông ta không chịu tiếp nhận bỏ đi. Mật Vân đuổi theo, đuổi đến chỗ nọ thì bắt kịp, ông ta vẫn không chịu nhận. Mật Vân ép buộc, ông ta bèn dùng tam huyền, tam yếu buộc Mật Vân đáp lời rồi mới miễn cưỡng tiếp nhận dòng pháp. Những chuyện ông ta nói đều là sàng bày bịa ra, nhưng bọn sĩ đại phu lại tin thờ như Phật sống. Kẻ nào bạn đến những chỗ phá hoại của Pháp Tạng ác sẽ mắc đại họa. Vì thế trong ngữ lục của ông ta cũng như trong ngữ lục của bọn học trò là Hoàng Nhẫn, Cụ Đức toàn là những lời nói nhăng nói cùi, đề cao thầy, miệt thị tổ, được lưu truyền cho đến thời Khang Hy, bèn được ghép thêm vào Minh Tạng, tức là Đại Tạng Kinh bản đời Minh. Đến năm Ung Chánh 11, 1733, vua Ung Chánh soạn các ngữ lục, hiểu rõ ngữ lục của bọn Pháp Tạng, Hoằng Nhẫn, Cụ Đức là sai lầm, sằng bậy, liền hạ lệnh hủy bản khắc và cấm ngặt lén lút cất giữ lưu truyền. Vua chép lại những lời bị đặt sằng bậy, nghịch lý, trái đạo, trái luân thường của Pháp Tạng, Hoằng Nhẫn, Cụ Đức gồm hơn 80 đoạn, mỗi mỗi đều quả trách, tạo thành một cuốn sách đặt tên là Giảng Ma Biện Dị Lục, gồm 4 quyển hơn 200 trang. Văn ấy phàm những ai đọc sách xem đến đều tăng trưởng học thức lớn lao không chi hơn được, đối với người tham thiền lại càng hữu ích. Nay những thiền giả phần nhiều chẳng hiểu lời nói của cổ nhân, cứ hiểu theo kiểu chia chẻ mặt chữ, thì khí vị nhà thiền còn chưa được nghe nữa là. Đến năm Ung Chánh 13, 1735 mới hoàn thành bản thảo. Vua truyền dụ đưa bằng ấy nhập tàng để lưu thông, nhưng chưa bao lâu đã lên làm khách cõi trời. Càn Long kế vị chưa thể đích thân lo liệu được, liền sai người khác chép lại cho rõ ràng để khắc ván. Khi ấy bọn ngoại hộ của Pháp Tạng rất đông, tăng tộc không dám bàn đến. Vì thế Giảng Ma Biện Dị Lục chưa được nhập tàng, chỉ đem lời thượng dụ của Ung Chánh đặt vào đầu sách để làm lời tựa. Nhưng chuyện triều đình chẳng sai khiến tới mình, đâu ai dám làm bàn, mà người sao chép lại không hiểu rõ ý nghĩa lắm, cho nên gạn lọc không rõ ràng, đến nỗi lời văn mâu thuận lý, hoặc có chỗ trong nguyên cạo viết tắt nhưng không xét kỹ nên chép thành sai ngoa. Như theo lối chữ thảo, chữ vị nghĩa là nói, được viết thành vi nghĩa là làm. Rốt cuộc hơn 100 chữ vị đều bị khắc thành chữ vi cả. Những kinh sách của Thế Tông đã được khắc in đều dạo chánh đích xác, chỉ có mình sách này bị sai lầm chẳng thể đếm xiết. Ván in đã khắc hoàn chỉnh rồi, in ra bao nhiêu đó bộ
ban cho những vị đại thần, mang tước vương và các cao tăng. Nhưng do bọn ngoại hộ của pháp tạng thế lực mạnh mẽ, tăng chúng sợ mang họa đều chẳng dám lưu truyền, đến nỗi hàng tăng tục học rộng nghe nhiều đời sau đều chẳng biết đến tên sách ấy. Năm Quang Tự 30, 1904, ngài Đế Nhàn thỉnh tạng kinh, sai quan đi theo trông nom. Kinh đã in xong còn phải chờ mấy ngày mới đi được. Do vậy tôi đến viếng các tiệm sách ở Lưu Ly Xưởng, thấy trong một tiệm có hai bộ đều thỉnh hết, đem một bộ tặng cho ngài Đế Nhàn, mong ngài sẽ lưu thông, một bộ từ giữ. Năm Quang Tự 31, 1905, quan tới chỗ ông Dương Nhân Sơn, cư ngụ tại Nam Kinh. Biết Hoằng Tứ Thư Viện của Nhật Bản đang ứng hành Đại Tạng Kinh, bèn cậy tiên sinh Dương Nhân Sơn đem bộ của quan gửi sang Nhật Bản. Năm Dân Quốc thứ ba 1914, ông Địch Sở Thanh đến Phổ Đà. Quan khuyên ông ta lưu thông sách này, bảo ông ta nên xin bộ sách ấy từ chỗ ngài Đế Nhàn. Ông ta thưa: "Con có." Hỏi: "Do đâu mà có?" Ông ta cho biết mua được từ tiệm ve chai ở Bắc Kinh. Ông ta trở về đất Thượng Hải, liền giao cho nhà in, chiếu theo cách trình bày của sách ấy, in ra 1.000 bộ theo lối thạch bản, gửi cho quan 8 bộ, giữ lại 2 bộ, còn bao nhiêu tặng cho người hữu duyên. Quan bèn lắng lòng dựa theo ý nghĩa câu văn để dạo chánh. Năm Dân Quốc thứ bảy 1918, cho khắc ván tại Dương Châu Tàng Kinh Viện, in ra 300 bộ tặng cho người khác. Nếu như khi đường bưu điện thông suốt thì sẽ thỉnh thêm sách ấy mấy bộ nữa để tặng cho những vị tăng tục có đủ chánh kiến. Đọc sách ấy sẽ biết pháp tạng là người như thế nào, và lời lẽ của bọn pháp đồ ông ta phần nhiều là đặc điều bị truyền. Quan cho rằng tòa hạ chẳng biết ông ta là chân hay ngụy, nên mới đưa chức tác của ông ta vào trong tư quy tập, đời sau sẽ lại hoằng dương rộng lớn pháp của ông ta, sẽ gây tổn thất lớn lao cho cả thiền lẫn tình. Nay tôi cũng chẳng nói đến hành vi của ông ta, nhưng dù không nhắc đến, nếu đọc Giảng Ma Biện Dị Lục ai nấy sẽ biết rõ liền. Bưu phiếu đã quên mất số, xin gửi trả lại để giảm bớt lỗi của tôi. Trong bản thảo tư quy tập, những đoạn sao lục được viết theo lối chữ tục thể quá nhiều, chẳng thể nêu tròn. Phàm những lối chữ tục thể, phá thể, thiếp thể, cổ thể đem dùng vào kinh sách, tôi cảm thấy rất không cung kính, khiến cho hàng sĩ đại phu có học thức khinh mạng người viết lẫn người in, chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt đâu. Cái tên 53 lần tham học viết chẳng nên dùng, vì coi Đức Thế Tôn hai cõi ngang hàng phàm phu đời mạt, đánh mất tôn ti quá lớn. Những lời nguyện được sao lục dưới tên Đức A Di Đà Phật, hãy nên đánh số thứ tự là nguyện thứ mấy, mỗi nguyện đều như thế, xin hãy chú ý. Pháp ngũ hồi niệm Phật của tứ tổ tôi chưa hề thấy nghe, ngờ là do người đời sau ngụy tạo. Ông Trương Quán Bổn cho rằng pháp này có thể khiến cho Tịnh Tông hưng thịnh, quan chọn chẳng cho như vậy là đúng, mong hãy châm trước cẩn thận để quyết định giữ hay bỏ. Tôi vốn chẳng thể soạn lời tựa cho sách này, vì không có tinh thần làm sao nêu tỏ được nghĩa lý mầu nhiệm của tinh đồ. Kế đó sợ tòa hạ quở trách, chỉ viết những gì quan tin tưởng để mong khỏi bị trách mắng, cho nên khác với những điều đã nói trong thư. Lá thư số 10, thư trả lời Đại sư Ứng Thoát, thư thứ nhất. Ông tuổi mới vừa 20, hãy nên tham học trước, chớ nên bày thối lạ, lộ vẻ kỳ, đa dáng hành hạnh đầu đà. Có lẽ nên đến chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, thân cận pháp sư Tĩnh Quyền.
Hiện thời giảng sư có khá nhiều vị, Dương Quang chỉ biết mỗi vị này nên mới nói như thế. Những vị khác Quang không biết nên chẳng dám bảo bừa. Ông đến thân cận họ, pháp danh của bà nội bà mẹ ông đã đính kèm trong thư gửi đến, mong ông hãy khuyên họ nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì sẽ phù hợp với pháp danh Đức Thuần và Đức Nhất vậy. Từ rầy chớ nên gửi thư đến nữa, gửi đến quyết không trả lời. Cũng đừng đến Đất Tô, vì đã không thể ở chùa Báo Quốc được thì Đất Tô sẽ không có chùa nào ở được đâu. Huống chi 18 món đồ của ông khá cồng kềnh, tới lui chẳng dễ dàng. Học giáo ở chùa Quốc Thanh đuổi thiên thai, dẫu chẳng thể trở thành bậc đại thông gia thì quyết cũng chẳng đến nỗi diệm theo thói đời bây giờ. Vì thế kẻ mới phát tâm hãy nên suy xét cẩn thận rồi mới làm vậy. Lá thư số 11, thư trả lời đại sư Ứng Thoát, thư thứ hai. Quan là ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo, suốt đời ăn nhờ ở đậu chùa người khác, hả nên khen người quá mức như thế. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ. Tháng 11 năm ngoái đã đăng thông cáo trên hai tờ báo ở Thượng Hải, cự tuyệt hết thảy thư tín, tọa hạ phát bồ đề tâm, sắm sửa đủ 18 món vật, muốn hành hạnh đầu đà, quả thật là hành khó hành. Nhưng quan trộm chẳng cho như vậy là đúng. Bởi lẽ thời cuộc nguy hiểm, các nơi tai ương đổi kém, liều mình du hành vào nơi hoạn nạn, kinh phạm vọng không chấp nhận đâu. Do vậy hãy nên tìm một nơi chân thật tu đạo, giữ tâm khiêm hạ, chết sạch những vọng động, tu trì tịnh nghiệp, so ra có ích hơn hằng ngày du hành bốn ba nhọc nhằn. Phong tục ở nước ta chẳng giống như thời Đức Phật tại thế, hãy thuận theo thời tiết mà lượng định oai nghi mới là người thông suốt. Nếu ông vẫn nhất quyết chẳng chịu thay đổi chương trình đã định, quan cũng không ép. Nhưng sau này chớ nên gửi tới một chữ nào nữa, gửi đến quyết không trả lời. Ông đi đường ông, tôi dự trí tôi, huống chi quan sẽ chết trong sớm tối, nào còn dám xen vào chuyện người khác. Vì sao biết tượng đại bi chú là nguy tao? Bởi lẽ chú có vô lượng nghị lý, sao có thể lấy một tượng làm chuẩn được? Chú ấy do Đức Thiên Quang Vương Tỉnh Trụ Phật nói ra trong vô lượng kiếp trước, sao lại cùng nhắc tới đệ tử của Phật Thích Ca là A Nan? Sao lại còn nhắc đến Mạ Minh, Long Thọ là những vị chỉ xuất hiện sau khi Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt? Đại bi sám nghi của Tử Minh Pháp Chí Đại Sư người ta không thấu hiểu được, cứ thường coi trọng hình tượng. Độ thấy tăng sĩ đời sau phần nhiều không hiểu rõ giáo lý. Ông đã coi trọng trì luật thì hãy nên đọc phần nói về 18 món vật trong các bạn chú sớ kinh phạm vọng, cần gì quan phải nói tường tận từng món nữa đây. Ông soạn bài kệ rất hay, nhưng có chỗ hơi không thích đáng lắm, tôi sửa đổi đôi chút. Hãy nên lấy những lời lẽ sám hối của cổ nhân làm chuẩn, bởi những thứ do con người hiện thời soạn ra, từ ngữ lẫn lý lẽ hoàn toàn chẳng được châu đáo như cổ nhân. Ông đi hành cước hả nên gửi tiền cho quan? Tính gửi sách cho ông lại sợ ông đã khởi đơn không có chỗ nhất định, không biết phải gửi sách về đâu. Cũng như do ông du hành mang vác vất vả nên chẳng gửi nữa. Lá thư số 12, thư trả lời đại sư Ứng Thoát, thư thứ ba. Nam mô A Di Đà Phật chính là danh hiệu Đức Giáo Chủ Tây Phương Cực Lạc thế giới. Gã ma con tên Ít bèn ý theo cách giải thích của gã ma con trước kia để phô trương ầm ĩ, muốn cho hết thảy những kẻ mù lòa khen hắn là bậc đại ngộ, nên mới tạo ra thử ma thuyết ấy. Người mắt sáng trông thấy biết hắn bị ma dựa, mất trí điên cuồng, chẳng y theo những gì kinh Phật đã dạy, sằng bậy thêm thắt lời ma.
sao ông chẳng biết A-di-đà kinh đã dạy? Xá lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Đức Phật ấy vì sao hiệu là A-di-đà? Này Xá lợi Phất, Đức Phật ấy quang minh vô lượng chiếu mười phương cõi, không bị chướng ngại, nên hiệu là A-di-đà. Lại này Xá lợi Phất, Đức Phật ấy và nhân dân của Ngài thọ mạng vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp, nên tên là A-di-đà. Đây là những lời Đức Phật Thích Ca đã nói. Gà ma tự ít chẳng nói theo lời Phật, mà dựa theo lời gà ma con trước kia đã nói. Há chẳng phải là quyến thuộc của ma vương thật sự là bán pháp ư? Nếu gửi những câu nói ấy cho người khác, thì đời sau chẳng đọa địa ngục cũng sẽ mù mắt. Nếu ông chẳng hủy diệt sách ấy thì cũng sẽ mù mắt đấy. Nay tôi giải thích đại lược cho ông. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đều là tiếng Phạn. Nam Mô cũng có khi viết là Nẵn Mồ. Trong kinh thường dùng chữ Nam Mô, ở đây dịch là cung kính, quy mạng, đảnh lễ, vân vân. Hai chữ ấy nhằm biểu thị trực tiếp ý nghĩa cung kính, quy y. A Di Đà Phật, cõi này dịch là vô lượng thọ, còn dịch là vô lượng quang. Ý nói Đức Phật này quang minh lẫn thọ lượng đều vô lượng. Gã ma con tên ít nọ chẳng dựa theo lời Phật, Bồ Tát, Tổ sư đã nói, ngược ngào y theo lời gã ma con kia nói. Gã ấy còn chưa đáng là bậc chánh nhân quân tử, huống hồ đáng gọi là thiện chi thức ư? Hiện tại tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, chỉ nên tự biết, đừng tranh biện với chúng nó. Vì sao vậy? Chúng nó muốn nhờ vào đấy để được danh văn lợi dưỡng, chẳng những không chịu thuận theo, mà trái lại còn tăng thêm sức ma của chúng nó. Nhẹ là hủy bán cho sướng miệng, nặng là bị hãm hại ngấm ngầm, chẳng thể không biết điều này. Giác sách biểu vẫn là khuyên người khác niệm Phật, bài thơ ấy cũng không nêu rõ được ý nghĩa sâu màu nào. Đọc thơ của ông ta sao bằng đọc thơ của Trung Phong Quốc Sư, Sở Thạch Đại Sư, Tịnh Am Pháp Sư. Lá thư số 13, thư trả lời Đại Sư Ứng Thoát, thư thứ tư. Người tu tịnh nghiệp cần phải nghiêm trì tịnh giới, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành cung kính, trì danh hiệu Phật. Bất luận niềm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải nhiếp tai lắng nghe. Thường nghe thấy tiếng niệm Phật, tâm sẽ từ quy nhất. Cách này ổn thỏa, thích đáng nhất. Bất luận thường trung hạ căn, đều được lợi ích, tròn không lo bị bệnh. Nay gửi ông hai gói ngũ kinh, thập yếu vân vân. Mong hãy đọc kỹ, sẽ tự biết sự sâu xa rộng lớn của pháp môn, chẳng đến nỗi bị tri thức các tông khác lay chuyển lung lạc. Quan già rồi, một lực chẳng đủ, từ đây đừng gửi thư đến nữa. Gửi đến quyết không trả lời, vì một lực chẳng thể thù tiếp nổi. Lá thư số 14, thư trả lời Sư Minh Tâm. Bởi quan chuyên tu tịnh nghiệp thì hãy nên lấy niệm Phật làm chánh hành. Khóa sáng vẫn chiếu theo lệ thường, tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, thập tiểu chú. Nếu không thuộc chú Lăng Nghiêm thì chẳng ngại gì, hàng ngày cứ xem kinh mà tụng. Đến khi thật thuộc rồi, hãy niệm thuộc lòng. Khóa tối thì kinh A-di-đà, đại sám hối, mông sơn cũng phải thường niệm hàng ngày. Ngoài ra nên niệm Phật từ sáng đến tối, đi đứng nằm ngồi thường niệm. Lại lập một quy củ, sáng niệm một lần, trước khi chư niệm lạy bao nhiêu đó lạy. Trước hết lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lạy, rồi lạy A Di Đà Phật bao nhiêu đó lạy, rồi lệ Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng mỗi vị ba lạy, rồi lễ Thường Trụ Thập Phương hết thảy chư Phật, hết thảy tôn pháp, hết thảy hiền thánh tăng ba lạy. Hoặc niệm Phật 1000 tiếng, hoặc nhiều hơn hay ít hơn, niệm xong lại lễ chừng đó lạy, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, rồi nghỉ một khắc để tụng khóa tối. Đầu hôm niệm mông sơn,
sau đó niệm Phật bao nhiêu đó tiếng, lễ bao nhiêu đó lạy, phát nguyện hồi hướng, tam quy y xong, trong tâm thường niệm Phật hiệu để dưỡng hơi. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ tổn khí, lâu ngày sẽ thành bệnh. Dẫu là ngủ nghỉ, trong tâm vẫn thường giữ lòng cung kính, chỉ cầu tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, niệm niệm tương ứng với Phật hiệu. Nếu tâm khởi lên tạp niệm, liền lập tức nhiếp tâm, kiên thành niệm, tạp niệm sẽ tiêu diệt ngay. Đừng nên mù quáng dấy lên vọng tưởng, mong đắc thần thông, đắc duyên pháp, được tiếng tâm, mong xây chùa dựng miếu. Nếu có những thứ ý niệm ấy, lâu ngày chạy tháng, ắt sẽ bị ma dừa. Nếu chẳng nói toạc những điều này với ông, sợ rằng ông sẽ tưởng những ý niệm ấy là tốt, vọng tưởng ngày ngày tăng trưởng, chắc chắn sẽ bị ma dừa, không còn ngờ chi. Dẫu cho tâm đã tình, vọng bị khắc phục, cũng chớ nên sanh lòng hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác. Có một phần bèn nói tới 10 phần, đấy cũng là cái gốc để bị ma dừa. Phàm có ai đến thăm, đều khuyên người ấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lại còn gặp cha nói từ, nghĩa là dạy con noi theo đạo, hiếu, đệ, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm sĩ, để hành, đấy gọi là từ. Nếu nuông chiều chẳng dạy dỗ, dạy cho con học thói hư hỏng thì gọi là hại, chứ chẳng gọi là từ được. Chuyện này người đời trong 100 kẻ có đến 99 kẻ không biết. Vì thế biến thành thời thế tàn sát lẫn nhau này. Nếu như ai nấy đều dạy con đúng đạo thì thế đạo thái bình, chẳng có người xấu. Những kẻ xấu đều là do cha mẹ chúng nó dưỡng thành. Tiếc rằng không có ai đề xướng, người biết quá ít, chẳng đáng tiếc lắm thay. Gặp con nói hiếu, gặp anh nói yêu thương, gặp em nói cung kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, ai nấy tròn hết chức phận sẽ là thiện nhân. Lại phải nói với phụ nữ, mà cũng nên nói với nam giới, phải dạy cho con gái tánh tình mềm mỏng, hòa hoãn từ bé, dẫu gặp chuyện không vừa ý cũng chẳng nổi nóng, tập quen thành tánh, chẳng những vô cùng có lợi cho chính mình, mà gia đình cũng được hòa thuận tốt lành. Con cái ắt sẽ chẳng chết yểu, tánh tình hiền thiện, nước nhà vui mừng, có được hiền tài. Nữ nhân tánh tình quá nóng nảy, sanh con phần nhiều bị chết hoặc lắm bệnh. Bởi lẽ hễ nổi đó lên, sữa liền biến thành chất độc. Nóng giận quá mức cho con bú, nó chết ngay lập tức. Bớt nóng hơn một chút thì nửa ngày sau, một ngày sau nó mới chết. Hơi nóng giận thì con không chết, nhưng chắc chắn cũng sanh bệnh. Đấy chính là sự lý nhất định, không thay đổi được. Giới y khoa nước ta chọn chẳng hề nhắc đến. Do vậy quan phải nói rõ điều này. Do hiện tại thời cuộc chẳng yên ổn, đường xá ngăn lấp, không cách nào lưu truyền rộng rãi, cho nên nói với ông và Thanh Thái, phàm những ai học y, hãy đều nên nói với họ điều này. Mỗi năm sẽ cứu được vô số trẻ thơ, trong khoảnh khắc nhất định phải chết hay bị bệnh, sẽ được an lành không bệnh tật nên người. Công đức phóng sanh lớn lao, nhưng chuyện này công đức so ra còn lớn hơn phóng sanh nữa. Dùng công đức này để hồi hướng vạn sanh, chắc chắn được mãn nguyện. Có ai thường chịu nói điều này với hết thảy mọi người thì cũng vun bồi công đức không gì lớn bằng. Do ông biết y thuật, đây là chuyện cứu người từ căn bản, là pháp lành, không có hình tích gì để có thể thấy được. Nhân sĩ nơi quê tôi chọn chưa thấy nghe lời này. Ông có thể nói với những người quen biết, ắt sẽ có thể từ 1 truyền 10, 10 truyền 100, cho đến 1000 vạn vô tận vậy. Nghi thức nhập quan, tức là bắt đầu bế quan, cũng không có quy cách nhất định. Nói chung lấy cung kính chí thành làm chủ, cần phải ngay trong ngày hôm trước, tức là ngày chính thức bế quan,
lễ Phật tỏ bày chí nguyện của chính mình. Rồi ngay trong hôm ấy, tức ngày chính thức bế quan, sẽ lễ Phật nơi đại điện. Đến quan phòng nơi bế quan, bảo người hộ quan khóa cửa. Trên cửa quan phòng dán một tờ thiếp: bất huề minh tâm, phát tâm bế quan, chuyên tu tịnh nghiệp, khắp vì mình và người, sám trừ lỗi cũ, tăng trưởng thiện căn. Viết hai hàng chữ trên một tờ giấy, dán ngay chính giữa trên ô cửa, không cần phải bắt chước kẻ không hiểu sự. Dùng phong bì hình chỉ ba viết những điều thệ nguyện để niêm phong cửa quan, thô kịch đến cùng cực. Thời hạn do mình chọn lựa, cũng chớ nên thỉnh người khác đến niêm phong cửa quan phòng. Những kiều ấy đều là những kiều cách bày vẽ rộng tuếch, quan hết sức chẳng thấy như vậy là đúng. Lá thư số 15, thư trả lời Đại sư Minh Tánh. Nhận được thư đầy đủ cả, ông khen ngợi tôi quá lố, khiến cho người ta bất an. Quan là người, lòng nghĩ thế nào, miệng nói toạt ra như thế ấy. Chẳng khen ngợi người khác quá lố, chẳng nhận tiếng khen của người khác. Tuổi tuy 80 nhưng chẳng biết một điều gì. Vì thế chỉ lấy niệm Phật làm phương kế tự giải thoát. Nhưng do nghiệp nặng, chọn chẳng có sợ đắc gì. Do có 60 năm trải đời, nên những lời nói ra chẳng đến nỗi chắn tai người khác. Tòa hà đã chẳng có rễ văn sao là hủ bại, dơ bẩn, thì hãy nên y theo những gì văn sao đã nói để tu tập, quyết chẳng đến nỗi làm hỏng đại sự của Ngài. Còn như chuyện đến núi thì quả thật không cần thiết. Pháp môn tịnh độ chọn chẳng có chuyện, miệng truyền tâm trao, tùy ý để người khác tự hành lãnh hội từ nơi kinh giáo, chức thuật không có gì là không được cả. Chính vị tổ của Liên Tông không phải là mỗi vị đều được đích thân truyền ngôi vị tổ như trong các tông khác, mà là do người đời sau chọn lựa, dựa trên công lao hoằng dương tịnh độ sâu đậm của các ngài mà xưng tụng như thế. Chứ thực ra đâu phải chỉ có 9 hay 10 vị. Quan sau khi xuất gia phát nguyện chẳng thâu nhận đồ chúng, chẳng làm trụ trì, chẳng làm giảng sư, cũng chẳng tiếp nhận pháp của người khác. Vào thời Đường Tống vẫn còn có pháp truyền tâm ấn của Phật, chữ nay chỉ còn dòng phái các đời truyền thừa mà thôi. Gọi là pháp cũng đáng tội nghiệp quá. Tịnh Tông trọng chẳng có chuyện ấy. Đến núi gặp gỡ quan vẫn chẳng hữu ích bằng đọc sách. Cổ nhân nói gặp mặt chẳng bằng nghe tên. Dẫu có đến đây thì những gì tôi sẽ nói với tòa hạ vẫn là những lời lẽ trong văn sao, nào có bí pháp đặc biệt sâu màu nào đâu. Mười mấy năm trước, cuối lá thư gửi cho Ngô Bích Hoa, tôi đã viết có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, màu nhiệm vô cùng. Hơn nữa, cuối chương Thế Chí Viên Thông trọng kinh Lăng Nghiêm có nói: Phật hỏi Pháp Viên Thông, còn không chọn lựa, nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Không chọn lựa là dùng trọn khắp căn trần thức đại để niệm Phật. Niệm Phật cậy vào Phật lực để liễu sanh tử, nhà thiền cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Người đời nay ngộ được còn chẳng thấy nhiều, huống là bậc chứng tứ quả của Tạng giáo và thất tính của Viên giáo ư? Tứ quả thất tính mới liệu sanh tử. Chỗ để thực hiện nhiếp tròn sáu căn là do nơi nghe. Bất luận niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng, hoặc chẳng mơ miệng niệm thầm trong tâm, đều phải nghe từng câu từng chữ cho rành rẽ. Đấy chính là bí quyết niệm Phật. Ba thứ tính nguyện hành là cương yếu của tịnh độ. Nhiếp tròn sáu căn là bí quyết niệm Phật. Biết được hai điều này rồi thì chẳng cần phải hỏi ai nữa. Lá thư số 16, thư trả lời Pháp sư Nghĩa Thông, thư thứ nhất. Nhận được thư, biết tâm sư Hoằng Pháp
bảo vệ đạo hết sức sâu đậm, thiết tha, không ngăn khiến người khác ngưỡng mộ không cùng. Trong cõi đời hiện thời, thổ vị thấy người khác có chút tích cóp, thì nếu chẳng cướp đoạt cũng sẽ bắt cóc. Cô trinh nữ là phần gái, những người cùng sống đều là nữ giới. Đang trong lúc loạn lạc cùng cực không có luật lệ này, lẽ đương nhiên nên tu rồng tịnh hành, há nên bỏ gốc theo ngọn, chú trọng xây cất ư? Pháp sư Tánh Nguyện, đại sư Giác Viên và Tọa Hà sao đều chẳng nghĩ tới điều này? Mẹ ông Lý Tuấn Thừa đã chôn trong mộ rồi, bọn thổ phỉ còn đào lên khiêng đi bắt phải chuột. Nếu chẳng phải do cha mẹ ông ta và chính ông ta ăn ở có tình nghĩa sâu đậm với địa phương, thì có ai ở Tổng Thương Hội Nam Dương chịu đánh điện xin chính phủ ra lệnh cho bọn chúng giao trả? Chứ nếu phải chuột, chẳng biết sẽ phải tốn đến bao nhiêu vàng. Nay tôi tính kế cho cô trinh nữ họ Trần đã đến Nam Dương, đã khai duyên, tức đã bỏ ra tiền để cúng dường xây dựng, thì duyên ấy hãy nên thâu lại, tạm giữ trong ngân hàng nào đáng tin cậy. Đợi đến khi đại cuộc ổn định một chút, thổ phỉ chẳng tác oai tác quái, sẽ lại xây dựng cũng chưa muộn. Tại Nam Kinh Dương Châu, phàm là chùa, miếu, ni am hay nhà người ta đều có lính đóng, bị chúng nó chà đạp chẳng thể dùng lời lẽ nào hình dung được. Chùa Pháp Vân ở Nam Kinh đã quyên mộ được 4,89,000 đồng, tính cất đại điện trước, quan cực lực ngăn trở, may là chưa xây. Nếu đã xây sẽ thành chỗ đóng quân, nhưng cô nhi viện đã có lính đóng rồi. Những kẻ trước đó oán trách quan ngăn cản, tới khi gần đây mới biết quan thấy không lầm, mới chấp nhận là quan biết nhìn xa. Tòa Hà cùng Pháp sư Tánh Nguyện, Pháp sư Giác Viên chưa nghĩ đến điều này, là vì người trong cuộc thì quán vậy. Quan thì đạo đức, học vấn, văn chương vạn phần chẳng bằng được Tòa Hà một phần, nhưng ăn cơm nhiều hơn Tòa Hà 36 năm, sống uổng 68 năm, sự từng trải xấu hơn Tọa Hà một chút. Đã là bạn bè trong pháp môn thì phải chọn hết tình bạn, cho nên đôi có một phen. Nếu hiểu là quan chẳng muốn thành tựu chuyện tốt đẹp của người khác, thì cũng chỉ đành cười khì mà thôi. Lá thư số 17, thư trả lời Pháp sư Nghĩa Thông, thư thứ hai. Nhận được thư, biết tâm Hoằng Pháp bảo vệ đạo hết sức sâu đậm thiết tha, khiến người khác kính ngưỡng không cùng, nhưng khen ngợi bất huệ quá lố, chưa khỏi mắc lỗi, khiến người khác sái lẽ thường. Quan vốn là một con nộm đầu gỗ, ngoan cố, viện vong, ủ bại, thiếu những hiểu biết thông thường, là kẻ còn sống mà như đã chết rồi, hả nên khen ngợi quá lố như thế? Chẳng những khiến quan mang tội, mà Tọa Hà cũng chẳng thể không mang tội vậy. Cổ đức nói, ví như đất trên đường quan có một người nắng thành hình tượng, kẻ ngu cho là do Phật sanh, người chỉ biết là đất trên đường. Một mai quan muốn đi hủy tượng để đắp đường, tượng vốn chẳng sanh diệt, đường cũng vẫn như cũ, chỉ nên mặc cho người ta gọi là trâu hay ngựa, cứ tự giữ bổn phận của cục đất ngoan cố, thiếu hiểu biết thông thường trên đường vậy. Ông Diệp Huệ Nhãn thoạt đầu chưa mở Huệ Nhãn, lầm lạc xin quy y. Sau này Huệ Nhãn rộng mở, bèn coi quan như đất trên đường. Tòa Hà nói ông ta là cao túc đệ tử của quan là vì chưa biết tâm ông ta mà nói vậy. Lý Huệ Giác đã do Diệp Huệ Nhãn giới thiệu, đã là bạn xứng hòa văn thơ lâu ngày, gặp mặt trò chuyện ắt sẽ hoan hỷ chấp thuận, cần gì phải dùng lá thư một vạn chữ lại gửi qua cho quan để quan gửi đi dâm. Đấy là vì Tọa Hà vốn chưa hiểu rõ chí hướng của ông ta mà ra. Ông ta vốn ngưỡng mộ Tọa Hà gấp vạn lần quan,
nếu đã sớm gặp mặt tòa hà mấy năm trước đây, há chịu khuất mình theo bức tượng nặng bằng đất trên đường. Nhưng ông ta ăn ở vẫn còn như bát nước đầy. Tuy biết quan là đất trên đường, rốt cuộc vẫn chẳng có ý tưởng thị phi. Còn như ông ta gửi cho quan 5.000 đồng, toàn là do ông ta tự phát tâm, quan tròn chẳng hề khuyên dụ một chữ nào. Thoạt đầu lời gửi 2.000 đồng để làm Phật sự cho cha mẹ ông ta và làm những thứ công đức khác. Sau đó là 3.000 đồng đều dùng để in sách. Quan một mực chẳng hướng về người khác mộ duyên. Chùa Pháp Vân ở Nam Kinh do các ông như Ngụy Mai Tôn vân vân phát khởi, đặt quan làm hội trưởng danh dự, mua được 440 mộ đất trống, dựng tạm 10 mấy gian. Sau đấy liền đào 9 cái ao phóng sanh, lại mở cô nhi viện đã được 3 năm rồi, cô nhi hơn 100 đứa. Hiện tại chùa Pháp Vân vẫn chưa chính thức xây dựng. Quan chưa nói với một đệ tử nào bảo họ bỏ ra ngừng ấy tiền để xây cất chùa Pháp Vân hoặc làm kinh phí cho cô nhi viện. Có kẻ chẳng thương tình xin quan mộ duyên dùm, quan bèn tùy theo sức mình mà giúp đỡ, chọn chưa hề giới thiệu cho một ai. Tòa hà cùng Lý Huệ Giác đã là bạn thân thiết trong pháp môn. Tôi sẽ đem thư của tòa hạ kẹp vào gói sách gửi thư bảo đảm cho ông ta. Lại còn lược thuật đại ý, ắt ông ta sẽ ngưỡng mộ tấm lòng vì pháp của tòa hạ mà phát tâm xả thí lớn lao. Hơn nữa quan chẳng thích tâng bốc người khác quá mức, cũng chẳng thích bị người khác tâng bốc quá lố. Tòa hạ đừng làm văn, làm thơ gửi tặng, ngõ hầu mọi chuyện đều được thích đáng thì may mắn lắm thay. Lá thư số 18, thư trả lời Hòa Thượng Truyền Độ. Nhận được thư, khốn ngăn cảm động, hổ thẹn. Hơn 30 năm qua, tòa hạ đã khiến cho ông ô vu rạng rỡ như mới. Còn quan suốt mấy chục năm qua chỉ ở đầu theo đại chúng ăn cơm trong chùa người ta mà thôi. Soạn được 2 cuốn văn sau, văn từ hết sức chất phác, kém cỏi. Chỉ là chuyện bị ép vào thế bất đắc dĩ, đành tắc trách cho xong, nào đáng được khen người quá lố. Đại sĩ Tùng văn sau vào mùa xuân năm sau sẽ gửi tới mấy gối để mong kết duyên. Hiện thời đã có người đặt khá nhiều, chẳng thể tặng khắp những ai hữu duyên, phải gửi hết cho những người đặt mua trước đã. Văn sao bạn mới còn chưa sách chữ xong, có lẽ sẽ bắt đầu in trong năm. Sách này lại tăng thêm mấy chục thiên, bài văn về quý tự cũng được thêm vào trong số ấy. Bế quan tu tịnh nghiệp quả thật rất tốt, nhưng cần phải một lòng dốc sức nơi tính nguyện nhất tâm, chứ nên dốc sức nơi thấy tịnh cảnh hay thấy Phật. Nếu chẳng khéo dùng tâm chìm vốn bao thấy tịnh cảnh, vì vòng niệm ấy cố kết không cởi gỡ được, mỗi ngày một sâu hơn, ắt sẽ khiến cho oán gia trong đời trước biến hiện tịnh cảnh đời cho ông thấy xong sanh lòng hoan hỷ lớn lao. Ma sẽ thừa dịp xâm nhập, chẳng thuốc gì chữa được, hãy nên đem lời khích lệ này để bảo ban. Còn nói đến chuyện niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được? Chẳng thấy Kinh Lăng Nghiêm nói cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu đại niết bàn sẽ đắc đại niết bàn đó ư? Đại niết bàn là lý thệ chứng được khi thành Phật, rút ráo thành Phật mà còn đạt được, huống hồ vạn sanh Tây Phương ư? Hơn nữa Quán Âm và Di Đà đều cùng là một chuyện độ sanh, nào có phân biệt? Nhưng cũng phải sáng tối niệm Phật thì xử lý mới viên dung. Chẳng thấy trong Kinh Đại Bi Đức Quán Âm dạy người lệ bái trì chú thì trước hết phải niệm danh hiệu A Di Đà Phật đó sao? Lá thư số 19,
thư trả lời Pháp Sư Trần Không, thư thứ nhất. Hôm qua nhận được thư và lời dặn dò viết bài đề từ về chuyện sáng lập điên xã để khích lệ mọi người, vân vân. Nay đã viết xong, sẽ gửi cùng với thư này để sư xem xét thâu nhận. Tọa hạ hoàng hóa phần nhiều xuyển dương kinh điển Tịnh Tông, pháp môn tịnh độ lý cực cao sâu, sự cực giản dị, do chúng ta luân hồi trong sanh tử đã trải kiếp dài lâu, đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu cậy vào sức tu trì của chính mình mà muốn diệt sạch phiền não hoặc nghiệp để liệu sanh thoát tử sẽ khó hơn lên trời. Nếu có thể tin tưởng pháp môn tịnh độ của Đức Phật, dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm danh hiệu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương, thì bất luận nghiệp lực lớn hay nhỏ đều có thể cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Chỉ mong tọa hạ mỗi ngày giảng kinh xong sẽ xuất lãnh đại chúng niệm Phật một tiếng đồng hồ, hồi hướng thế giới hòa bình, dựng dương yên vui, đừng bàn luận nhiều những điều huyền diệu. Nay thế đạo nhân tâm đã suy hạm đến cùng cực, thiên tai, nhân họa, giặc cướp đầy dậy. Nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi để giáo huấn, quyết khó thể nào đạt được hiệu quả. Nên biết rằng xử lý nhân quả ba đời, sanh tử luân hồi do Đức Phật ta đã nói, chiếu rạng ngời như mặt trời mặt trăng, là đức huệ trong đêm dài vô minh. Giảng kinh niệm Phật hồi hướng cầu sanh thế giới cực lạc chính là thuyền từ trong biển khổ sanh tử. Muốn vãn hồi kiếp vận minh mông này mà bỏ pháp này thì không còn nhờ vào đâu được nữa. Ngày 22 tháng Giêng năm Dân Quốc 26, 1937. Lá thư số 20, thư trả lời Pháp Sư Trần Không, thư thứ hai. Từ tháng Giêng cho đến tháng 7, nhận được 4 lá thư và bản thảo cuốn Liên Tông Tam Chủng Hiệt Yếu, 3 thứ trích yếu trong Liên Tông, bản thảo cuốn Tịnh Độ Tam Tự Kinh và thư của ông Châu Lập Chi giới thiệu ông Đàm Hạo Nhiên xin quy y, vân vân. Đủ chứng tỏ tâm ngài tha thiết vì pháp, có lòng yêu mến tôi sâu xa. Tôi đã dặn Hoằng Hóa Xã gửi 20 gói Tịnh Độ Thập Yếu, 20 gói Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, 10 gói Sơ Cơ Tiên Đạo, tức là hướng dẫn ban đầu cho kẻ sơ cơ, 20 gói Kỷ Lộ Chỉ Quy, tức là chỉ đường về nơi ngã rẽ, 20 gói Vật Do Như Thử, tức là loài vật còn như thế, 10 gói Bát Đức Tu Chi, tức là những điều nên biết về tám đức, 10 gói Tam Kinh Chú, tức là chú dạy ba kinh tịnh độ và công dư tu dưỡng, tức là tu dưỡng trong khi rảnh rỗi việc công. Tổng cộng là 110 gói đã đem ra bưu điện gửi sang đất Kìm, tức là đất Quý Châu. Khoản tiền gửi đến là 520 đồng đã giao cho nhà in. Hai cuốn sách Liên Tông Tam Chủng Hiệt Yếu và Tịnh Độ Tam Tự Kinh do tọa hạ đã biên soạn, phương pháp rất hay, ý tưởng rất tuyệt, đơn giản, thẳng chóng, sáng sủa. Tùy theo căn cơ, lập cách giáo hóa, có thể nói là những điều trọng yếu nhất của những điều trọng yếu trong Tịnh Tông. Hãy mau chóng cho in ra lưu thông để được truyền bá rộng rãi, khiến cho khắp những ai trông thấy đều thọ trì, làm chiếc bè báu để độ sanh, làm tư lương trở về lạc bang, chẳng phù bi tâm vô lượng của tọa hạ. Đối với chương trình đơn giản ở Quý Lâm thì không nhất định phải chiếu theo chương trình tổ chức của Linh Nham, mà hãy nên chiếu theo đặc điểm của địa phương, để tùy theo căn cơ lập cách, chiếu theo thời thế, tình người mà sửa đổi, hoạch định chương trình. Đức Thế Tôn chế luật, tổ sư định thanh quy, nhằm giúp cho người học có cái để vân giữ trong bảy chi, bốn oai nghi vậy. Gần đây, nước nhà gặp nạn đến mức nghiêm trọng,
tòa hạ hoàng hóa, phần nhiều hãy nên chuyện dương, nhân quả báo ứng. Chỉ dạy dặn nói tường tận đường lối giáo dục trong gia đình, để các đồng nhân ấy đều giữ vàng luân thường, chọn hết bổn phận, đánh đổ lòng ham muốn sàng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các ác, vẫn giữ những điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ác sẽ sống thì dựa vào bậc hiền thánh, chết sẽ về cõi Cực Lạc. Phương tiện khuyên chỉ sẽ thấy hiện tại dấy lên đông đảo, kiếp vận tiêu ngay, thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Ngày 20 tháng 7 năm Dân Quốc 28 1939. Lá thư số 21, thư trả lời Hòa thượng Bỉnh Sơ. Phật pháp, pháp nào cũng viên thông, nếu dùng tâm trí thành thọ trì, ắt sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Âm là dễ cảm thông nhất. Những kẻ bình dân không ai chẳng biết đến sự cứu khổ cứu nạn của Quán Âm đại sĩ. Hãy nên bảo chí thoát ăn chay trường, hằng ngày lấy niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có cảm ứng. Nay đặt pháp danh cho chí thoát là thông sướng, nghĩa là niệm thánh hiệu ngõ hầu tốt nghiệp tiêu diệt, tâm địa thông đạt, lời lẽ thông suốt vậy. Sáng tối niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quán Âm cũng chừng đó. Ngoài ra thì từ sáng đến tối chuyên niệm Quán Âm, bất luận niệm ra tiếng, niệm thầm đều phải dùng tai lắng nghe, hễ nghe thì công đức càng lớn. Đi đứng nằm ngồi đều niệm được. Khi nằm và lúc áo mũ không chỉnh tề, chưa rửa tay, súc miệng thì đều nên niệm thầm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Quán Âm nói: ta đắc Phật tâm chứng nơi rút ráo, có thể dùng chân bảo đủ mọi cách cúng dường mười phương Như Lai, cùng với pháp giới lục đạo chúng sanh, cầu vợ được vợ. Cầu vợ là cầu được người vợ hiền thiện, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến, từ ngữ như thế cho đến bao gồm hết thảy những điều mong cầu. Cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Đại niết bàn là Phật quả rốt ráo mà còn có thể cầu được, huống là những chuyện nhỏ nhặt khác mà chẳng thể được ư? Hãy nên phát tâm tự lợi lợi tha, tùy theo lòng thành của người mong cầu và sự tinh thuần của hạnh ấy lớn hay nhỏ mà được cảm ứng lớn hay nhỏ. Nếu muốn làm chuyện ác mà cầu Bồ Tát thì chẳng những không được phước mà còn mắc họa lớn. Phàm hết thảy những bệnh thuốc men chẳng thể trị được, đều dùng thuốc A Già Đà một vị này để chữa trị. Ngày mùng 5 tháng 8 năm Dân Quốc 29 1940. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 2. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới Cực Lạc, dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành,